Kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề thuế cho cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cài đặt và thực hiện nộp thuế qua eTax Mobile thực sự đã đem lại nhiều lợi ích cho người nộp thuế. Người nộp thuế có thể nộp thuế, tra cứu thông tin, bản đồ sổ hộ kinh doanh mọi lúc mọi nơi, an toàn thông qua hình thức cài đặt mật khẩu, thao tác sử dụng đơn giản và không phải đến cơ quan thuế hoặc ngân hàng. Đây là nội dung chúng tôi sẽ thông tin trong chuyên đề thuế và cuộc sống ngày hôm nay. Mở đầu là phần giới thiệu các thông tin về lĩnh vực thuế đáng chú ý. eTax Mobile là ứng dụng thuế điện tử cho phép cá nhân, hộ kinh doanh có thể tra cứu tờ khai đăng ký thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế trên thiết bị di động có kết nối Internet. Ứng dụng eTax Mobile được ngành thuế triển khai với các tính năng tiện ích khác nhau như đăng ký tài khoản, tra cứu nghĩa vụ thuế, trong đó nổi bật nhất là tính năng nộp thuế và bản đồ sổ hộ kinh doanh. Hiện tại, Cục Thuế tỉnh Cà Mau tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hình thức thông tin đến hộ kinh doanh, cài đặt ứng dụng, nộp thuế qua eTax Mobile, sử dụng bản đồ số. Đây là bước cải cách quan trọng trong các hoạt động chuyển đổi số, giúp người nộp thuế thuận tiện hơn trong sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Theo Cục Thuế tỉnh Cà Mau, lũy kế 8 tháng năm 2024, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 3.800 tỷ đồng, bằng 73% dự toán so với cùng kỳ, tăng 7,5%. Riêng tổng thu ngân sách nhà nước toàn tỉnh tháng 8, tính đến ngày 25 tháng 8, đạt 454 tỷ đồng. Sau khi đã thực hiện các chính sách miễn giảm gia hạn thuế, tiền thuê đất, số thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2024 đã tăng hơn 7% so cùng kỳ. Hiện cơ quan thuế đang tiếp tục triển khai các chính sách miễn giảm gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Cuối tháng 7 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 103 năm 2004 quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Một số nội dung cần lưu ý như sau. Cơ quan nhà nước thực hiện việc quản lý, tính, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Người sử dụng đất được nhà nước giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và gia hạn sử dụng đất. Nghị định quy định 10 nguyên tắc thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất đối với các đối tượng được miễn giảm tiền sử dụng đất, 5 trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, quy định giảm từ 20 đến 50% theo từng trường hợp được giảm tiền sử dụng đất. Các trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất gồm đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất và mức tiền sử dụng đất được ghi nợ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ đầu tháng 8 năm nay. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Cà Mau đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2024. Qua đó, đơn vị đã đẩy mạnh việc hướng dẫn hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn đăng ký khai, tra cứu, nộp thuế trên ứng dụng eTax Mobile và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Thay vì phải nộp thuế qua nhân viên bưu điện và phải tự giữ chứng từ giấy đã nộp thuế để đối chiếu khi đến nộp thuế tại ngân hàng. Giờ đây, việc nộp thuế mỗi tháng của bà Trang ở khóm 4 thị trấn Nam Căn thuận lợi hơn rất nhiều. Khi mà ở nhà, bà vẫn có thể nộp thuế chỉ bằng vài thao tác trên ứng dụng eTax Mobile của thiết bị di động. Thì cải cách theo cái hướng mới giờ đó, thì nộp tiền qua cái eTax. Nhưng mà có một cái là bây giờ như đối với mấy người lớn tuổi như tôi thì nó hơi khó. Nhưng mà được cái là mấy anh chỉ dẫn tận tình tới nơi chỉ luôn. Thành ra từng bước thì mình cũng nắm được. Rồi những tháng đầu nhiều khi làm không được thì có lại chỉ cho mình từng bước cho mình nộp. Như tháng rồi với tháng này thì lại tới đây nộp giùm. Rồi nó cũng tiện lợi cho những người mà trẻ thì nó ở vùng sâu vùng xa. Nó nộp tại nhà luôn, tại cơ sở luôn. Nó cũng tiện. Hiện Cục Thuế tỉnh Cà Mau không còn ủy nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán qua bưu điện tỉnh. Đồng thời, đơn vị này chỉ đạo các chi cục thuế khu vực hướng dẫn cho hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng nộp thuế qua eTax Mobile, cập nhật địa chỉ chính xác để thực hiện bản đồ số hộ kinh doanh. Từ đây, các thông tin phản ánh tình hình quản lý doanh thu, mức thuế khoán, nộp thuế qua eTax Mobile, sử dụng bản đồ số đối với hộ kinh doanh đều được công khai minh bạch. Chi cục cũng đã tổ chức cái nhóm công chức để tập huấn cái cài đặt eTax Mobile này. Thì làm như thế nào đó là cài đặt trong cái cán bộ công chức được phân công đó, phải là cài đặt thành thạo, thật sự thành thạo. Sau đó mới là xuống địa bàn triển khai hỗ trợ cho bà con. Đến thời điểm này là
số hộ phải cài đặt là 1.799 hộ, thì đã cài đặt 1.796 hộ, cài đặt trên 9%. Thì cái số thuế mà đã nộp thuế qua tắc qua bay á, số thuế nộp thuế điện tử qua tắc qua là được 1.600 trên 1.799 là đạt 90%. Hướng dẫn hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn đẩy mạnh cái công tác nộp thuế qua ứng dụng điện tử e-tax mobile song song với nộp thuế qua ngân hàng kho bạc, thì tiến tới là chỉ đạo là 100% hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế qua cái ứng dụng e-tax mobile. Thì kết quả đến ngày 31/1/24 á, toàn ngành thuế thu lệ phí môn bài qua cái e-tax mobile và qua ngân hàng thì được là 7.915.000.000 đồng, đạt 93.20% so với cái lập bộ năm 2024. Bước đầu thực hiện cài đặt ứng dụng e-tax mobile đối với hộ kinh doanh cũng có những khó khăn do phải cung cấp các thông tin cần thiết cũng như chưa quen với các thao tác trên ứng dụng. Nhưng nhờ sự hỗ trợ quyết liệt của ngành thuế, tính đến cuối tháng 6 năm nay, số hộ kinh doanh toàn tỉnh đã cài đặt ứng dụng e-tax mobile đạt tỷ lệ 93.65% trên tổng số hộ kinh doanh nộp thuế đã triển khai thực hiện ứng dụng chức năng bản đồ số hộ kinh doanh. Kết quả lập bộ thuế năm 2024, toàn tỉnh có 22.585 hộ kinh doanh, trong đó 16.154 hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, 6.431 hộ kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế. Số thuế lập bộ là 10 tỷ đồng một tháng, tăng 2,9% so với năm ngoái. Phương pháp sử dụng ứng dụng nộp thuế qua e-tax mobile đang được nhiều người dân lựa chọn bởi cung cấp nhiều tiện ích thiết thực. Gia đình ông Tường ở huyện Nam Căn có cửa hàng kinh doanh vật tư điện và thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán. Trước đây, mỗi khi cần tra cứu thông tin về thuế, ông đều phải thực hiện trên hồ sơ giấy. Một năm trở lại đây, khi ngành thuế triển khai cài đặt ứng dụng e-tax mobile, ông có thể ngồi bất cứ đâu, vào thời điểm nào chỉ với chiếc điện thoại có kết nối mạng Internet là có thể đăng ký khai thuế, tra cứu, nộp thuế, phản hồi thông tin trên ứng dụng rất tiện lợi. Từ ngày cái ra cái app e-tax mobile đến giờ là nộp thuế nó tiện hơn và ít đi lại bên thuế và bên ngân hàng. Và sau đó là được kết hợp với ngân hàng, tất cả các ngân hàng mình nộp được nhiều loại thuế, thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài, thuế phí nông nghiệp và các loại thuế khác. Mình nộp mỗi lúc mỗi nơi vẫn được. Chỗ nào là có sóng điện thoại di động mình nộp được rồi. Nếu mà người nào không có app trên di động thì mình mượn của người khác mình nộp thay vẫn được. E-tax Mobile là phần mềm dành cho các cá nhân người nộp thuế sử dụng trên nền tảng thiết bị di động thông minh. Để khuyến khích người dân nộp thuế điện tử trên thiết bị di động E-tax Mobile, Chi cục thuế các khu vực đã triển khai hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng E-tax Mobile cho các cá nhân kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh. Riêng những tháng đầu năm nay, công tác này được triển khai quyết liệt, tạo thói quen mới trong phương thức nộp thuế điện tử cho nhóm đối tượng là hộ cá nhân kinh doanh. Trước thì đóng tại trung tâm, bây giờ bắn qua tài khoản ấy. Nó tiện hơn, là nó tiện thì nó tiện rất nhiều. Tại vì bên sao, phía trước mình phải chạy đến mình đóng, mình chờ thủ tục làm giấy nộp kê về đóng được tới người nọ người kia. Bây giờ mình chỉ ngồi nhà mình bắn qua thôi, nhưng tới ngày mình bắn qua thôi. Bây giờ nó nhanh. Đến các cái tổ chức, các cái doanh nghiệp để phổ biến đến người nộp thuế nhận thu nhập qua chi trả của doanh nghiệp, của tổ chức. Và đối với hộ kinh doanh thì cơ quan thuế là triển khai trực tiếp đến hộ để hộ kinh doanh là cài đặt sử dụng trong cái việc nộp thuế đối với hộ kinh doanh. Thì qua cái công tác thông tin tuyên truyền như vậy thì đến nay là cá nhân cũng đã có nhiều cá nhân đã cài đặt cái ứng dụng e-tax mobile này. Đối với hộ kinh doanh thì cũng đã có trên 90% hộ kinh doanh nộp thuế đã cài đặt cái ứng dụng e-tax mobile.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như nhận thấy sự tiện ích của việc sử dụng ứng dụng iTax Mobile, mà ngày càng đông người dân lựa chọn hình thức này trong giao dịch tài chính. Hiện tại các địa phương đang tích cực hỗ trợ người nộp thuế cài đặt và sử dụng ứng dụng, nhất là ở các địa phương vùng nông thôn. Một số nơi, ngành thuế đã phối hợp với chính quyền các xã phường tăng cường lực lượng trực tiếp về địa bàn, hướng dẫn người dân cài đặt và thực hiện thao tác nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp qua ứng dụng iTax Mobile một cách nhanh chóng, thuận lợi. Đến ngày 8 tháng 8 năm 2024, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán qua iTax Mobile chiếm tỷ lệ 46,85%. Đến cuối tháng 8, con số này đã đạt hơn 90%. Điều này cho thấy, Chi cục thuế các địa phương đã quyết liệt hỗ trợ để người nộp thuế được hưởng các tiện ích từ ứng dụng thuế điện tử. Hơn 6 tháng qua, gần như ngày nào đội quản lý thuế liên xã, phường, thị trấn thuộc Chi cục thuế khu vực 1 vẫn bám địa bàn, hướng dẫn người nộp thuế cài đặt và sử dụng ứng dụng iTax Mobile. Không kể ngày thứ Bảy, Chủ nhật, công việc này vẫn được tiến hành đều đặn nhằm hỗ trợ tốt nhất cho từng cá nhân kinh doanh. Từ đây, số hộ kinh doanh nộp thuế qua ứng dụng đã tăng hơn 90% vào cuối tháng 8. Để thực hiện cái cài đặt iTax Mobile này thì có chủ trương thực hiện từ năm 2021. Nhưng để đồng bộ thực hiện thì năm 2023 là ở địa bàn Chi cục thuế khu vực 1 là thực hiện bắt đầu từ năm 2023. Thì làm đồng bộ cho đến thời điểm này luôn. Nhưng trong quá trình làm thực hiện cái cài đặt iTax Mobile này thì là nó mang cái tính đồng bộ chung. Thì tại địa bàn thị trấn Nam Căn thì khoảng 1/3 hộ kinh doanh đã cài đặt trong năm 2023. Nhưng tới thời điểm năm 2024, tới tháng 8 năm 2024 thì tỷ lệ cài đặt cũng đạt khoảng 80%. Mỗi ngày công chức các đội thuế phối hợp các đơn vị liên quan hỗ trợ hướng dẫn cài đặt ứng dụng iTax Mobile, đồng thời tuyên truyền về tiện ích khi sử dụng ứng dụng, không chỉ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mà còn thực hiện nộp các khoản thuế, phí phát sinh khác như thuế trước bạ hay các sắc thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài. Từ khi được cài đặt ứng dụng và liên thông với tài khoản ngân hàng của mỗi cá nhân, người dân không mất thời gian làm thủ tục nộp thuế. Về phía ngành thuế và chính quyền địa phương, hàng năm sẽ không phải tổ chức các đợt trực thu thuế như trước. Thì qua cái triển khai cái cài đặt iTax Mobile là một số xã vùng sâu vùng xa địa bàn hộ kinh doanh nằm rải rác á, cái mạng nó có nhiều lúc nó bị nghẽn, là được cài đặt được một hộ là cũng rất là lâu, nhưng mà trong cái thực hiện nhiệm vụ là công chức cũng rất là cố gắng làm như thế nào, có khi một hộ 1-2 tiếng một hộ vẫn phải làm các cái thao tác tới lui, làm tới làm lui hoài, khi nào được thì thôi. Cùng với việc tuyên truyền tích cực hỗ trợ cài đặt rộng rãi ứng dụng iTax Mobile cho người nộp thuế trên địa bàn, Chi cục thuế khu vực 1 đã chỉ đạo các đội quản lý thu thuế liên xã, phường kết hợp rà soát đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký thuế và tra cứu hộ kinh doanh qua bản đồ số hộ kinh doanh. Hướng dẫn hộ kinh doanh các kỹ năng số cơ bản như sử dụng iTax Mobile, thanh toán điện tử, thực hiện khai và nộp thuế điện tử, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Phân công cán bộ được phân công số cơ bản là nói chung anh em là rất là nhiệt tình, rất là cố gắng trong cái công tác làm như thế nào để tuyên truyền, để vận động cho bà con thấy được cái ý nghĩa của cái việc nộp thuế điện tử qua iTax Mobile á, thì bà con ta cũng đồng lòng, cũng là ủng hộ, nên cũng gặp thuận lợi trong cái việc đó. Khi sử dụng ứng dụng iTax Mobile, người dùng còn khai thác thông tin và phản hồi thông tin trên bản đồ số hộ kinh doanh. Mặt khác, Chi cục thuế các khu vực còn hỗ trợ hộ kinh doanh tham gia toàn diện vào lộ trình chuyển đổi số theo định hướng của chính phủ. Chủ động nắm bắt những khó khăn vướng mắc của hộ kinh doanh để kịp thời tháo gỡ, thực hiện rà soát, khai thác và sử dụng các thông tin trên bản đồ số hộ kinh doanh để phục vụ công tác quản lý hộ kinh doanh đạt hiệu quả. Chuyên đề thuế và cuộc sống hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!